Chào cô chú anh chị ha, cũng lâu quá rồi em không có làm clip cho cô chú anh chị coi. Đây em có bẻ số dừa mã lai nè, chuẩn bị giao cho khách. Thì đó, đây cái giống của bên em ha, trái của bên em nè, đó, trái đó, này cái tay của em nè ha, tay em nè, đó, cái này chắc nó hơn, cái này chắc em có cái cân. Để em có liên hẹn clip sau đi em làm cái cân, em cân thử cho coi ha. Thì đó, thì cái giống bên em là nó vậy đó, giống bên em nè, đó, giống bên em nó vậy đó ha. Thì trong cái buồng á thì nó sẽ có con số trái, nó có con số trái, nó có cái chấm đít vậy nè, cái đít, cái đuôi của nó hơi nhúm nhúm vậy nè, nhưng mà nó trũng trong là cái giống của nó nha. Để nó có thể là do nó sai trái, nó nhiều trái quá, cái gì cũng vậy á, có này có kia chứ không phải là ấy. Đây nè, cái này nó bự nè, nó hơi nhơ nhơ nhúm nhúm cái đít nè, còn cầm mấy trái, còn trái thì nó tròn vo, nó vậy đó, là cái giống bên em, chứ không có, bên em thì chắc cũng không có cái giống mà trái nó dài thòn đồ này kia đó đâu. Đó, này là dạng nhỏ nè, nhỏ nhưng mà nó vẫn là hai cái tay, hai cái tay mình đưa lại là nó vẫn đủ chuẩn đó. Thì đây là dừa này em chuẩn bị em lọc lại rồi em giao cho khách ha. Đó, đây khô nè, này là quá bự nè. Rồi, nhiều cô chú anh chị hỏi về cái cách ươm dừa, thì đây là cái cách ươm của em nè. Em phủ bạc em đậy lại để cho cây nó có ra, nó không có bị đội bạc, cây nó không có ra vậy nè, cây nó không có, cây mà nó có, nó cỡ vậy thì nó không có bị đội cái bạc lên đó. Thì đây là cái quy trình ươm của em. Rồi, còn về cái quy cách cái trái dừa ươm á, thì để em nói cho cô chú anh chị nghe nó dễ. Thí dụ cái cây dừa mình ươm ở trong cái bọc này nè, dừa mình ươm ở trong cái bọc này ha, thì nó mình khi mình trồng nó cũng không có bị mất sức bằng cái trái mà mình, thí dụ cái trái mà mình để ở ngoài đi, cái trái dừa nè mà mình để ở ngoài đất nè, khi mà nó cao như vậy nè, mình bứng mình nhổ rồi này kia mình giao á thì nó mất sức nhiều lắm, nhiều khi trong quá trình bứng nó hư cái cây nữa. Cho nên em mới vô trong cái bọc như vậy em bán nè, em không có để cho khách họ coi trái luôn đó. Coi trái rồi mình cũng đỡ tốn tiền phân này kia nữa, mình trồng thì mình có xe dừa sẵn nè, thì mình lấy ra mình trồng luôn. Về cái giống của bên em á thì đây anh cô chú anh chị coi đó ha, đây em ươm nè, em chuẩn bị ươm nhiều lắm. Anh chị cô chú có cần đặt hàng thì cứ liên hệ em, rồi có chị của em cũng làm clip, chị ruột em làm clip, tại vì em cũng đi làm nhiều á, em không có thời gian làm clip cho cô chú anh chị coi đó. Giờ cái tháng mưa này, tháng nắng này chứ, thì nó nước nó kém á, thành thử ra dừa nó cũng hô được bự trái ha, với lại mình cũng để giống á, cho nên cây dừa nó cũng hô được bự trái. Nhưng mà dừa này thì anh chị cô chú hỏi lo về rồi, nó sai trái lắm đó. Nó sai trái lắm, chỉ có mình để giống thì nó hay bị tuột bẹ, nó hay bị tuột bẹ, với lại nó trái nó nhỏ thôi, nhưng mà nó không có nhỏ nhỏ dừa, chứ không có phải mà nhỏ cái dạng như là nhỏ quá nhỏ đó. Thì phân, chuyện gì vô phân thì mình có điều kiện thì mình vô phân thôi, mình vô phân có chỗ thì mình không có phân gà thì mình mua phân hữu cơ đồ này kia thì mình bỏ cho nó, mình cho nó ăn nhỏ ăn nhẹ thôi. Ví dụ mình mua bao thì mình bón nhiều lần, chứ mình đừng có rải lần, nó hấp thụ không hết đó. Đó, nó cũng đậu, nó cũng mấy. Thì em thì nói thật ra thì em chuyên bên dừa mã lai này thôi, em không có chuyên về mấy giống dừa khác. Thì em có cái giống này thì em chỉ biết cái giống này thôi, còn em nghe nói có nhiều giống.
giống tròn, giống bầu, giống nhọn này kia thì em đó, em thì chỉ có như giống này thôi à. Này là cây dừa đôi nè ha, cây dừa hai mỏng á. Thật sự cây dừa hai mỏng này nó cũng hay, cái là mình trồng mình biết chăm sóc thì nó đẹp lắm đó. Nó đẹp lắm đó, trái nó cũng đều lắm nha, trái nó đều lắm nè đó. Thì trong cái buồng của nó ha, cô chú thấy không, nó cũng phải có một trái nó nhọn mà nó dài đó, nó cũng phải có vậy á, nó có này có kia chứ không thể nào mình nói là nó hết được. Có hết chứ, cũng có là hết. Có như buồng này nè, buồng này nó cũng có con trái nè, thấy không, còn nguyên buồng nó tròn hết nè. Rồi tới buồng này, buồng này thì không, nó không, hầu như là không, nó không có trái nào hết, nó tròn hết nè. Tới buồng này nó cũng vậy đó, nó cũng vậy đó ha. Em thì em chịu bằng dây, em cột dây đó, không em không có ấy. Nhiều khi cái dừa này nè, nó trổ sai cái bẹ, tức là cái bẹ dừa nè, cái này là cái cuống dừa chứ nó không có nằm ngay cái bẹ này, có nhiều cái bông nó cũng không có nằm ngay cái bẹ nó, cho nên có cái hiện tượng là nó bị tụt cái buồng xuống đó. Nó tụt cái buồng xuống, nó giống như cái buồng dừa này nè, nó tụt cái buồng xuống nó. Tại vì khô thì nó đỡ một cái là nó không có bị rụng, chứ nó tươi tươi đã rụng trái hết rồi đó. Còn về cách bán, cách này kia thì trong thời gian qua thì cũng có nhiều anh chị cô chú đặt á, thì cũng thông cảm cho em cái là nhiều khi xa quá, cái đường vận chuyển nó không có tới. Với lại thí dụ như em ở Tiền Giang đi, em ship, em thì nói chung em bán này thì em cũng chưa có xe nữa, cho nên mỗi lần em đi em phải thuê xe, cuốc xe nó tầm triệu mấy á. Ví dụ như đây về Sóc Trăng, Hậu Giang rồi đi này kia thì cái đó cũng hơi khó khăn cho em. Thì nói chung làm ăn thì em không có ngại xa, nhưng mà nếu mà ai có đặt số lượng nhiều thì chắc em giao được, nhưng mà nó hơi hơi lâu thôi, hơi lâu một chút xíu đó. Với lại số lượng ít quá là không phải là em không bán, em có thể gửi, thì cái phí gửi bưu điện nó cao lắm á anh chị. Cái phí gửi bưu điện nó tính theo ký á, cho nên dừa giống này thì nó hơi cao, còn dừa khô thì nó tạm, chứ nó không có như dừa giống ha. Còn ai mà muốn mua dừa về tự ươm á thì em để trên cây nè, em để trên cây đó. Rồi nếu mà chấp nhận mua, chấp nhận trồng thì anh chị cứ xuống vườn đi, em để trên cây, anh chị thích cây nào thì cứ đốn cây đó, rồi em đi đốn rồi thì ấy thôi ha. Rồi thêm cái nữa là cái vấn đề cái thời gian của cây dừa này, cái thời gian của cây dừa này nó tùy thuộc vào cái vùng đất của mình trồng, nó tùy thuộc vào cái cách chăm sóc của mình nữa. Như em ở đây thì em có người chăm sóc, ba em chăm sóc á, ổng thường xuyên chăm sóc dừa, rồi rửa dừa này kia, thăm cây, rồi cây nào bệnh thì mình phát hiện kịp thời mình trị nó, cho nên thì cái thời gian nó có khoảng 2 năm là nó có lưỡi mèo, có thể nó có trái hết à. Trái nó tròn nữa, tại vì mình lo phân cho nó, mỗi gốc là 4 bao nè. Còn cái thứ hai nữa là do cái vùng đất nữa, cái thị trường nữa, chứ không phải mà nói ở dừa này đem về đâu trồng nó cũng có bán được, thì cũng không 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 có vậy. Em cũng khuyên cô chú anh chị là nếu muốn trồng á, cái chỗ mình chưa có thì mình trồng ít đi. Mình trồng thí dụ mà mình có 2-3 công đất đi, mình trồng chừng mười mấy 20 cây trước đi, mình thấy nó hợp lý điều này kia thì mình hãy đầu tư, tới đó nó cũng không muộn đó. Hoặc là anh chị trồng, anh chị tự lấy cái giống đó làm giống cho sau này cũng được, nó cũng hợp lý nữa đó. Trái nó chất lượng lắm, dừa này trái nó chất lượng lắm, nó không có èo uột này kia đâu, nó cũng do cái giống mà ra nữa, chứ không phải nói nó cũng do cái giống dừa mà ra nữa đó. Cho nên anh chị á, cô chú mua thì nên chị tìm cái chỗ, như ví dụ ngại sao em xa quá nhưng mà ở gần đó có chỗ bán á, thì anh chị nên tìm hiểu cái giống dừa, cái giống dừa rồi thì mình tìm hiểu nó kỹ lưỡng rồi mình hãy mua đó. Nó thì ví dụ nó ít nè, ví dụ nó được 2 4
sáu bảy trái đi, nó như buồn nó khoảng 7 trái 8 trái gì đó là nó thấy không, nó chất lượng lắm đó. Đó, nói chung nó tầm 15 trái đổ lại ấy, thì nó chất lượng lắm đó. Trái nó tròn, nó bự, nó no, nó tròn, nó đẹp lắm. Còn mình để nó nhiều quá thì trái nó vừa thôi. Cái này ở đây em ví dụ em bán dừa nước đi thì nó không có dạng nhỏ nhiều đâu, tại dừa nước á là cái cây nè, nó đỡ nuôi mấy cái buồng khô đó, nó đỡ nuôi mấy cái buồng khô nè. Bây giờ đang nuôi buồng này thì chuẩn bị khô nè, buồng bên đó nè, buồng này nè, thấy không, buồng này cũng lắc nước rồi nè đó, anh chị nghe không, lắc nước rồi đó. Là nó nuôi bốn buồng thì cái sức của nó cho trái, nó đậu trái anh chị thấy không, nó cũng ra bông đều hết, nó ra bông đều hết, nhưng mà cái chất lượng trái nó ra ít dần là do mình để giống đó. Còn khi mà anh chị đốn dừa nước thì nó không có, đốn dừa nước thì nó đâu có nuôi gì nữa đâu, nó chỉ nuôi cái buồng tới mình đốn, đốn ở đây thì 20 ngày là đã có đốn rồi, 20 ngày là đã có đốn rồi. Còn cái tháng nắng này thì có thể nó trên 1-2 ngày nữa đó. Thì đôi lời với cô chú anh chị ở đây, hệ thống tưới em thì ba em không thích tưới vàng tưới là kéo ống tưới, tại vì thích cho ba em thích là tưới cây nào nó thấm cây đó. Còn mình đi vàng tưới phun đồ này kia cũng vẫn được bình thường, nó đỡ công, nó ít tốn, nó tiết kiệm nước, nhưng mà mình tưới được hoài. Còn cái diện tích đất lớn mà mình đi ống này thì hơi cực. Bên em này cũng có nhận đi vàng tưới tiêu nữa, em bao giá hết thị trường luôn á, đi vàng tưới tiêu ở xa đồ này kia thì cứ cần thì cứ báo em cũng làm luôn ha. Rồi thì cũng chúc cô chú anh chị năm mới có nhiều sức khỏe ha, thành đạt thành công, lựa chọn được cái giống dừa tốt để mà sau này mình nhiều khi mình ra mình nhìn mình cũng thấy mình vui nữa. Chứ bên em thì em bán bằng cái tâm, thì có nhiều cái sai sót thì mong cô chú anh chị bỏ qua, chứ thời gian em cũng nói thật có một mình em mà em quay nhiều lắm, chứ không phải là em chậm trả lời hay là em buôn bán em khó khăn gì. Thật sự em bán thì bao nhiêu em cũng bán hết, nhưng mà do cái điều kiện là cái chỗ vận chuyển nè, như ở xa quá 1-2 trái em không gửi được, rồi do cái đường lưu thông của xe nó không tới cái vùng đó được nữa, nên cô chú anh chị thông cảm ha. Rồi em xin dừng cái video tại đây, cảm ơn anh chị cô chú.